Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Lộc Tuấn Dũng dính như sam từ đời thường đến phim trường. Bên cạnh sự nghiệp, khán giả còn đặc biệt chú ý đến câu chuyện tình cảm của Lê Lộc và Tuấn Dũng. Sau khi hẹn hò, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau mọi lúc. Dù cuộc sống đời thường hay ghi hình ở phim trường, thì cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên trang facebook cá nhân lê lộc đã đăng tải bức ảnh chụp cùng tuấn dụng tại phim trường có thể thấy bối cảnh nơi đây là một căn nhà gỗ cũ kỹ đơn sơ ở một vùng quê cặp đôi còn diện trang phục có màu xanh đồng điệu nhau và tươi tắn khi chụp ảnh nhiều khán giả dự đoán rằng có lẽ cả hai lại có dịp hợp tác cùng nhau trong dự án mới lê lộc tuấn dụng cùng đóng phim mới thường khoe ảnh hậu trường cả hai có nhiều khoảnh khắc đáng yêu khi ở bên cạnh nhau. Đáng chú ý hơn đó chính là dòng trạng thái vừa dí dởm nhưng không kém phần đáng yêu của Lê Lộc. Nữ diễn viên cho biết cô không hề ép buộc nhưng Tuấn Dũng đã nói một câu rất ngọt ngào. Con gái Lê Giang chia sẻ, dẫu có phong ba, anh nguyện sẽ không cách xa. Ha ha, anh tự nói nha, em không có gài đó nhé. Sau khoảng thời gian dài yêu đơn phương suốt nhiều năm, Tuấn Dũng cũng đã có cơ hội hẹn hò được với Lê Lộc khiến anh càng thêm trân trọng do đó nam diễn viên không ngần ngại hứa hẹn với bạn gái rằng anh nguyện không cách xa cô sau bao năm yêu đơn phương tuấn dụng hạnh phúc khi hẹn hò với lê lộc Nam diễn viên hứa hẹn sẽ mãi yêu bạn gái nguyện không cách xa cặp đôi dành nhiều tình cảm chân thành cho nhau phải công nhận rằng lê lộc tuấn dụng luôn dính như sam sau khi yêu đương từ phim trường đến đời thường cặp đôi luôn xuất hiện tình tứ bên nhau gần đây cả hai cũng vừa có dịp diện tông xịt tông với màu trắng đồng điệu và cùng nhau đến sân khấu kịch Hồng Vân để dân hương trong ngày dỗ tổ nghề sân khấu. Mọi người đều nhận xét rằng Lê Lộc, Tuấn Dũng rất đẹp đôi mọi khi sánh bước bên nhau. Tuấn Dũng luôn đi theo ở phía sau để bảo vệ bạn gái. Cặp đôi còn là bạn diện ăn ý trên sân khấu. Cả hai được gia đình ủng hộ, sánh đôi bên nhau trong cả đời thương. Lê Giang tán thành và chờ đám cưới của hai con. Cả hai vẫn dính như Sam trong chuyến du lịch Thái Lan. Chuyện tình yêu của Lê Lộc Tuấn Dũng được cả gia đình đồng nghiệp và đông đảo khán giả ủng hộ. Ngắm nhìn những khung ảnh hạnh phúc của cặp đôi khiến mọi người càng mong chờ hơn về một đám cưới viên mãn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.